Hello anh em nhé. Nó thì chào mừng anh em quay trở lại cửa xe máy Phương Nam mình. Hôm nay mình lên giới thiệu cho anh em một chiếc AB nhé anh em nhé. Đó, phiên bản 2017. Đó, phiên bản này là phiên bản 3D nhé. Sơn 3D này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, phiên bản này nó xét mắc hơn phiên bản thường anh em ạ. Đó, đẹp hơn phiên bản thường rất là nhiều, phiên bản cao cấp nhá. Đó, keo bọc nguyên con luôn. Đó. Đăng ký 2017. Hiện tại xe này đang được đăng ký biển số Bình Dương anh em nhá. Đó, xe chủ chính chủ đi Bình Dương lên đi cực kỳ dữ luôn này anh em. Đó, ốc tán đang còn xinh nè, xinh nét luôn này. Đó, lớp sơn nước xi keo đang bọc này. Đó, nguyên con luôn nhá. Đó, xe đang còn rất là đẹp. Đó, đây dàn chân dàn sơn dàn xi này anh em này. Đó, chưa có gì xét gì đâu nhá. Đó, ốc tán đang còn keng sben lốp mới thay luôn này. Đó, đăng ký biển Bình Dương đây. Đó, đây anh em. Nhìn phần ốc tán của xe này. Đó, cực kỳ là chất luôn nhá. Đây, phần lốp trong này. Đó, bao mới luôn. Đó. Đây, đồng hồ ô tô xe đang chạy rất là ít nhưng gương kính còn đầy đủ theo xe luôn nhá. Mới được chạy được 31.000 thôi nhá. Đó, lổ máy cho anh em nghe nhá. Xe lổ này anh em này. Không có một tiếng động lạ nào luôn nhá. Đang lổ máy luôn. Đây đèn đuốc này. Đèn led nhá. Dòng này là dòng đèn led. Đó, đèn rất là sáng này. Đó, pha cốt đầy đủ nhá. Xi nhan trái phải trước sau này. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc AB này, đó thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nhá. Đây cửa hàng mình đây nha, còn rất là nhiều xe luôn này. Đó, đủ các loại các dòng tha hồ cho anh em mình tha hồ lựa chọn nhá. Đó, anh em cần tìm xe gì cứ bình luận phía dưới.